Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với chương trình giới thiệu ca khúc mới của Tiến trên kênh Radio Đồng Ca Nhỏ. Và cũng như thường lệ, trước khi ca khúc này được phát cho mọi người cùng nghe thì Tiến có đôi lời giới thiệu về ca khúc. Ca khúc lần này có tựa đề là Thiên Đường Nào. Thì để chia sẻ về cái ý Thiên Đường Nào, nó là một ca khúc viết về tình ca. Bản thân Tiến là một người viết nhạc và Tiến cũng hay vẽ vời, vẽ tranh, cho nên là mình cũng rất là thích nghịch màu sắc. Cho nên khi mà mình ứng dụng cái cách pha màu trong cái âm nhạc, bằng âm nhạc của mình, thì mình lại nhìn thấy cái đời người nghệ sĩ, đặc biệt là người họa sĩ, họ như là một trong những cái số phận của người họa sĩ khởi đầu hình như ai cũng khổ. Họa may chăng là chỉ có những người con nhà nòi thì được sự giúp đỡ của những người thân. Như Picasso thì ông luôn có người cha của mình hậu thuẫn. Tuy nhiên, nói chung nhìn tổng thể thì người họa sĩ luôn có một cái số phận là nghèo. Và người nhạc sĩ hình như cũng vậy. Đó giống như là một cái tạm gọi, nói cho nó để an ủi, như một cái thiên chức, một cái sứ mệnh của họ. Nhiệm vụ của họ là chỉ để sáng tác và tạo ra những tác phẩm hay cho đời. Và có khi những cái tác phẩm đó đơm hoa kết trái như những hạt giống tốt thì họ có thể họ đã qua đời. Thì cái ca khúc này Tiến viết nó mô tả về một cái người họa sĩ. Anh đi vào đời với đôi tay màu trắng, với linh hồn, với xác thân màu nắng. Nắng thì rát thân anh mà nắng cháy linh hồn. Anh vào đường yêu, đường đời với một đời, một cái màu rất buồn. Thì nó ngược lại với là cái người mà anh ta yêu là cô gái, thì em vào đời với hương dáng huyền mái tóc ấm ả, nắng cũng ghen hờn, em vào đường tình yêu với một trời xanh rờn. Thì để hai cái mặt đối ngược đó, thì cái người nghệ sĩ ở trong bài hát, họ không thể nào có thể đến được với cô gái với những cái tự sự là anh cố hỏi trời, trời cứ đổ mưa sầu, chỉ còn mình anh ở dưới chiều, và quay nhìn lại thì màu đời anh vẫn còn màu tối. Kính thưa quý vị, đó là ca khúc Thiên Đường Nào, một sáng tác của Tiến về tình ca sau này. Đặc biệt ngày hôm nay gửi đến tất cả mọi người với tiếng hát của một nam ca sĩ trẻ, đó chính là bạn Nhật Nam. Một giọng ca với những cái khoảng vang trên cao rất rộng, cũng như những giọng trầm rất manly. Và đặc biệt anh có một gương mặt điển trai. Không để cho tất cả quý vị chờ lâu, xin mọi người đến với ca khúc Thiên Đường Nào với tiếng hát Nhật Nam. Vào đời với đôi tay màu trắng, với linh hồn, với xác thân màu nắng. Nắng rát thân anh, nắng cháy linh hồn. Anh vào đường yêu với một màu rất buồn. Em xuống cuộc đời với đôi môi mộng chiến, ụ hương tình người, mái tóc em huyền ánh, hương dáng em thơ, nắng mãi ghen hờn. Em vào đường yêu với một màu xanh dần. Sao ta đến được với nhau?
buồn. Em có thấy không em, đường vào tình em như đường đến thiêng thu, đường vào mùa thu chỉ riêng anh với chiều. Quay nhìn về màu đời anh màu tối, thiêng đường nào khi chỉ anh nhớ. Vào đời với đôi tay màu trắng, với linh hồn, với xác thân màu nắng, nắng rát thân anh, nắng cháy linh hồn. Anh vào đường yêu với một màu rất buồn. Em xuống cuộc đời với đôi môi mộng chiến, ủ hương tình người, mái tóc em huyền ánh, hương dáng em thơm, nắng mãi ghen hờn. Em vào đường yêu với một màu xanh dần. Rất buồn, em có thấy không em, đường vào tình em như đường đến thiêng thu, đường vào mùa thu chỉ riêng anh với chiều. Quay nhìn về màu đời anh màu tối, thiên đường nào khi chỉ anh nhớ người. Chỉ riêng anh với chiều, quay nhìn về màu đời anh màu.